Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chat móc bằng len. Để bắt đầu một cái chat móc bất kỳ, thì điều đầu tiên yêu cầu chúng ta phải biết đó là ký hiệu của từng mũi móc. Các bạn phải biết rõ ký hiệu của từng mũi móc, thì chúng ta mới có thể đọc được cái chat móc một cách chính xác nhất. Và cái mũi đầu tiên mà mình muốn giới thiệu là mũi bính. Mũi bính được ký hiệu là cái chữ O nằm ngang giống như thế này. Mũi bính được xem là mũi đầu tiên để móc bất kỳ một cái sản phẩm nào, chúng ta cũng sẽ móc cái mũi bính trước tiên. Và cái ký hiệu của mũi bính, mình nhắc lại đó là cái chữ O nằm ngang giống như thế này. Và tiếp theo đó là mũi móc đơn. Ở đây, mũi móc đơn được ký hiệu là chữ X. Ngoài ra, ở một cái số sách móc len, người ta không ký hiệu mũi móc đơn bằng chữ X, mà chúng ta sẽ thay thế bằng cái dấu cộng. Các bạn để ý cho mình, cái mũi móc đơn có chiều dài là một mũi móc xích. Nên khi để bắt đầu móc một cái hàng móc đơn, trước tiên chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn mới móc lần lượt các cái mũi móc đơn vào các chân móc tiếp theo. Mình nhắc lại, đây là mũi móc xích hay gọi là mũi bính. Còn cái chữ X là ký hiệu của mũi móc đơn. Các bạn có thể dùng giấy viết, chúng ta sẽ ghi lại để nhớ. Tiếp tục. Ở đây là mũi kép tóc hay còn gọi là mũi nửa kép, được ký hiệu là cái chữ T. Nên chúng ta cũng có thể gọi mũi nửa kép là mũi chữ T đều được. Mũi nửa kép có chiều dài sẽ là 2 bính. Nên để bắt đầu móc một mũi hàng móc nửa kép, chúng ta sẽ móc trước tiên là 2 bính, sau đó lần lượt móc các mũi nửa kép vào các cái chân móc tiếp theo. Giống như thế này. Tiếp tục, ở đây là mũi móc kép. Mũi móc kép hay còn gọi là mũi kép đơn sẽ có ký hiệu là cái chữ T có thêm một gạch ở giữa. Mũi móc kép sẽ có chiều dài là 3 bính. Nên để bắt đầu móc một hàng móc kép, chúng ta sẽ móc trước tiên là 3 mũi bính. Sau đó các bạn móc lần lượt các cái mũi móc kép vào các cái chân móc kế bên cho mình. Tiếp tục sẽ là mũi kép đôi. Mũi kép đôi được ký hiệu là một cái chữ T và có 2 gạch ở giữa. Mũi kép đôi sẽ có chiều cao tương đương với 4 mũi bính. Nên để bắt đầu móc một hàng kép đôi, trước tiên chúng ta sẽ móc trước tiên là 4 bính giống như thế này. Sau đó các bạn mới móc lần lượt các cái mũi kép đôi vào các cái chân móc tiếp theo. Và cái mũi kép 3 sẽ có ký hiệu là cái chữ T có 3 gạch ở giữa, gọi là mũi kép 3. Mũi kép 3 sẽ có chiều cao tương đương là 5 bính. Nên để bắt đầu móc một hàng kép 3, chúng ta sẽ móc trước tiên là 5 bính. Sau đó chúng ta mới bắt đầu móc lần lượt từng mũi vào từng chân móc tiếp theo. Và ở cái ký hiệu này được gọi là mũi chùm 2. Mũi chùm 2 tức là chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép chụm lại một đầu, nhưng móc trên 2 chân móc riêng biệt. Đây là ký hiệu của 2 mũi móc kép chụm lại một đầu, nhưng khác cái chân móc, chúng ta móc vào 2 chân móc khác nhau. Các bạn để ý nhìn cái hình bên dưới, chúng ta thấy
đó là hai mũi móc kép vào hai chân móc và chụm lại một đầu. Còn cái ký hiệu này được gọi là mũi chùm 3. Mũi chùm 3 là móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc khác nhau nhưng chụm lại một đầu. Đây là 3 mũi vào 3 chân móc và chụm lại một đầu ở phía trên, được gọi là mũi chùm 3. Tiếp tục là chùm kép thấp. Chùm kép thấp có nghĩa là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép thấp gom vào một chân và sẽ chụm lại một đầu. Giống như thế này, gọi là chùm kép thấp. Và đây là cái mũi cách móc của cái chùm kép thấp, là 3 mũi vào một chân và chụm lại một đầu. Tiếp tục là mũi hạt đậu. Mũi hạt đậu, ở đây các bạn để ý cho mình, chúng ta sẽ thấy có tất cả là 5 mũi kép thấp. Chúng ta sẽ móc 5 mũi kép thấp vào cùng một chân. Sau khi móc xong 5 mũi kép thấp vào cùng một chân, các bạn sẽ lấy cái cây móc ra khỏi vòng chỉ của mũi kép thấp cuối cùng và cho cây móc chui vào bính của mũi kép thấp đầu tiên và bính của mũi kép thấp cuối cùng. Lúc này kéo móc cho bính cuối chui qua bính đầu và các bạn sẽ có được một cái mũi hạt đậu. Tiếp theo là mũi hạt lúa. Mũi hạt lúa là chúng ta móc 3 mũi móc kép gom vào một chân và chụm lại một đầu, giống như thế này, gọi là mũi hạt lúa. Tiếp tục là mũi hạt ngô. Cách móc của mũi hạt ngô tương tự như mũi hạt đậu, nhưng thay vì ở mũi hạt đậu là mũi kép thấp thì ở đây chúng ta móc mũi móc kép. Các bạn móc 5 mũi móc kép vào cùng một chân và sau đó chúng ta sẽ móc một mũi dời ở cái mũi đầu tiên và mũi cuối cùng để có một cái hạt ngô giống như thế này. Và cái ký hiệu, cái chữ O nằm ngang được tô đen, được gọi là mũi dời. Đây gọi là cái mũi dời. Mũi kết cũng có cái ký hiệu tương tự như mũi dời, nhưng gọi là mũi kết vì nó sẽ giáp cái chân đầu và chân cuối, dùng để móc kết thúc một cái sản phẩm bất kỳ đó. Các bạn thấy mũi dời và mũi kết đều có cái ký hiệu tương tự như nhau. Đây được gọi là cái mũi bông dâu. Đây là kiểu bông dâu số 1. Chúng ta sẽ móc có 3 mũi móc xích giống như thế này. Ở cái mũi bông dâu số 2, các bạn cũng móc 3 mũi móc xích, sau đó móc một mũi dời vào cái chân đầu tiên và chân cuối cùng. Còn ở cái mẫu số 3, thay vì kết thúc là một mũi dời giống như ở trên thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Ở mẫu số 2 là một mũi dời và ở mẫu số 3 kết thúc là một mũi móc đơn. Tiếp tục là cái cách móc vòng tròn. Ở cái cách đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một cái hàng mũi bính. Sau đó kết thúc, chúng ta móc cái đầu và cái cuối bằng một mũi dời thì các bạn sẽ có được một cái vòng tròn. Như vậy là chúng ta đã có được một cái vòng tròn. Ở cái mẫu vòng tròn thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình bằng mũi đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo cho mình cái vòng chỉ ma thuật. Tức là chúng ta sẽ xoay chỉ vào ngón tay cái, sau đó lấy chỉ ra khỏi ngón tay. Tiếp tục là các bạn móc một hàng mũi móc đơn xung quanh cái vòng tròn và kết thúc cái mũi móc, hàng móc đơn đó là một mũi dời. Như thế là chúng ta đã có được một cái vòng tròn thứ hai. Ở cái mẫu móc vòng tròn thứ ba, chúng ta sẽ thay thế cái mũi móc đơn bằng mũi móc kép.
Sau khi đã có được cái vòng chỉ ma thuật, chúng ta sẽ móc xung quanh cái vòng chỉ đó là một hàng mũi móc kép. Giống như thế này, sau khi móc xong cái hàng mũi móc kép, các bạn sẽ móc một mũi dời để kết thúc cái hàng móc đó. Cái ký hiệu của cái tình hình tam giác màu trắng được gọi là nói chỉ, và cái ký hiệu cắt chỉ là cái hình tam giác được tô đen. Và cái mũi ít ngược, thay vì móc cái mũi móc đơn như bình thường thì chúng ta sẽ móc nó lùi lại, gọi là mũi ít ngược. Cái mũi móc này dùng để móc viền của bất kỳ một cái sản phẩm nào. Như thế là mình đã vừa chỉ cho các bạn cách đọc cái ký hiệu. Và ở đây chúng ta sẽ đọc cái chát móc đơn giản nhất là cái chát móc cái khăn ăn. Cái khăn ăn của chúng ta nó sẽ có cái hình chữ nhật giống như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn có cái chiều dài là 45cm và cái chiều rộng là 30. Hoặc là một cái khăn tay hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 15cm đều được. Ở cái hàng móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc là mũi móc đơn để viền xung quanh. Các bạn để ý cho mình cái hàng móc đầu tiên là cái mũi chữ X, được gọi là mũi móc đơn. Ở đây, mũi móc đơn có chiều dài là một bính, nên trước tiên chúng ta sẽ móc là một bính trước tiên. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Và khoảng cách giữa hai mũi móc đơn sẽ là một mũi bính. Tức là chúng ta sẽ móc một bính ở đây. Tiếp tục là một đơn. Sau đó là một bính, một đơn, một bính, một đơn. Các bạn móc tiếp lần lượt cho đến hết cái hàng móc thứ nhất cho mình. Sau khi móc xong hàng móc thứ nhất, chúng ta móc tiếp hàng móc thứ hai. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, các bạn sẽ móc tiếp cho mình, móc lên 3 mũi bính. Ở hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc là mũi móc kép và mũi móc xích. Ở đây, sau khi móc xong 3 bính, các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi móc kép vào cái chân móc xích ở giữa cái chân móc đơn thứ hai và thứ ba. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào giữa hai cái mũi móc đơn này cho mình. Sau đó các bạn sẽ cách hai mũi móc đơn, chúng ta móc tiếp lên 3 bính. Các bạn móc 3 bính. Tiếp tục sẽ là một mũi móc kép. Ở đây là một mũi móc kép này, chúng ta sẽ móc tiếp cái mũi móc kép vào cái chân móc cùng một chân móc với cái mũi móc kép đầu tiên lúc nãy chúng ta móc. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái góc của cái khăn. Ở đây là cái góc của cái khăn, nên chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép cùng một cái chân móc. Đây là cái góc, các bạn để ý kỹ cho cái phần cái góc. Chúng ta móc 3 mũi móc kép vào cùng một chân móc, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép là 3 bính. Chúng ta móc mũi móc kép đầu tiên, sau đó là 3 bính, mũi móc kép thứ hai, rồi đến 3 bính và mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc như thế lần lượt cho đến hết cái hàng móc thứ hai cho mình, với các cái mũi móc là mũi móc đơn và mũi móc kép. Tiếp tục là hàng móc thứ ba. Ở hàng móc thứ ba, các bạn thấy trước tiên có cái ký hiệu là hai cái mũi màu đen, là hai cái mũi dời, và một mũi bính có ký hiệu là cái chữ O. Sau khi móc xong cái mũi bính, các bạn móc tiếp cho mình một mũi móc đơn vào cái chân móc
kế bên. Tiếp tục, sau khi móc xong 10 móc đơn, chúng ta sẽ móc lên 4 bính, kế đến là một đơn vào cái chân móc ở giữa chân móc thứ hai. Các bạn lặp lại cho đến hết. Chúng ta móc 4 bính, 1 đơn. 4 bính, 1 đơn. Lần lượt cho đến hết cái hàng móc thứ ba. Sau khi móc xong hàng móc thứ ba, chúng ta móc tiếp hàng móc thứ tư. Ở hàng móc thứ tư, đầu tiên các bạn móc 3 bính. Sau khi móc xong 3 bính này, các bạn sẽ nhìn kỹ. Chúng ta móc tiếp 3 bính tiếp theo. Như thế là để bắt đầu hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ móc tất cả là 6 bính. Sau khi móc xong 6 bính, chúng ta sẽ móc 3 mũi kép nhập. Tức là chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép chụm lại một đầu ở phía trên, giống như thế này. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép chụm đầu, chúng ta móc tiếp 3 bính, tiếp tục là 3 kép chụm đầu. Vì ở đây là cái góc của cái khăn, nên thay vì lúc nãy chúng ta móc 3 bính, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi móc xong 5 bính, tiếp tục là 3 kép chụm đầu, kế đến là 3 bính, sau đó là 3 kép chụm đầu. Chúng ta móc lần lượt cho đến hết cái hàng móc thứ tư với 3 cái góc còn lại cũng giống y như thế. Tiếp tục là hàng móc thứ 5. Ở hàng móc thứ 5, trước tiên chúng ta móc 1 mũi dời, sau đó là 3 bính. Ở đây 3 bính này chúng ta tính là 1 mũi móc kép. Và ở đây các bạn sẽ móc tiếp cho mình 2 mũi móc kép chụm đầu vào đây. Như thế là chúng ta đã có được cái ô này là 3 kép chụm đầu với 3 bính được tính là 1 kép. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc lên 3 bính, kế đến là 3 kép chụm đầu vào kế bên. Các bạn móc tiếp 3 bính, 3 kép chụm đầu. 3 bính, 3 kép chụm đầu, lần lượt cho đến hết cái hàng móc thứ 5 cho mình. Và ở cái góc của cái khăn, chúng ta cũng sẽ móc giống y như thế. Các bạn móc các cái góc còn lại cũng tương tự như vậy. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái viền của cái khăn với tất cả là 5 hàng móc. Ngoài ra, đây là một cái số chát móc viền cái khăn mà mình sưu tập được. Các bạn có thể nhìn ký hiệu của từng cái chát móc mà chúng ta có thể móc. Ở đây là cái móc, cách móc của mũi móc dâu, và ở dưới là mũi rẽ quạt. Tức là chúng ta sẽ móc tất cả là 6 mũi móc kép. Ở giữa mũi móc kép thứ 3 và thứ 4, các bạn móc 1 mũi móc dâu cho mình. Các bạn có thể xem kỹ từng cái chát móc mà chúng ta móc được một cái sản phẩm vừa ý. Chúc các bạn thành công.